Đây. Em Bradman đây, đồng giá với em Lai Thái Trắng kia. 25 năm. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 2020 các bạn. Đó, em này thì chân tụ là đẹp. Tai yếm dậu. Nói chung là em này là bò nó nhảy thôi các bạn, nó không phải là giờ là phối riêng đâu. Nhưng mà nó cũng độc bò lắm các bạn. Đây còn em móc Lai Thái đấy thì cao dài mà đều còn hơi ốm chút. Đó. Thì hôm nay là ngày 10 tháng 9 2020 đó, là mình mới bắt hai em này về nè. Để nuôi thử xem thử cỡ năm sau là em ấy lên được bao nhiêu. Đó các bạn, xem kỹ lại đó. Nè. Em móc thì cao các bạn, em đây thì dài, em Bradman là dài nè, Bradman chuỗi sừng nè các bạn, dài đẹp, mặt đẹp, tướng đẹp. Rồi bây giờ là hết, kết thúc video là mình đi dắt cỏ ngoài vườn nè các bạn. Đó, đi dắt cỏ vườn cho nó ăn, sáng giờ thì cho nó ăn cháo xong xuôi hết rồi, giờ đi dắt cỏ các bạn.